Bây giờ ta tiếp tục lắp. Sau khi lắp xong trục biểu, ta thử trục biểu nhé, chắc chắn vào ra là chuẩn. Nếu như trường hợp ấy mà ship qua đấy là ta phải tăng thêm cái răng này lên, tức là ta tăng thêm răng nữa. Nhưng còn trường hợp mà ta kéo ra kéo vào này mà lặng đấy thì ta lại phải lấy bớt răng đi. Thứ hai là cái chốt của piston là cái chốt của bánh đà này là phải kín, không được loét. Nếu mà loét là khi làm việc là hay bị kêu hoặc là lỏng văng bánh đà ra ngoài. Thế sau khi lắp ráp xong trục biểu, ta tiến hành lắp ráp bánh đà vào trước. Đây là cái bánh đà. Nói về bánh đà ấy, thì tôi giới thiệu sơ qua, tức là cái bánh đà này là rất quan trọng cho cái máy. Cái bánh đà zin của cái máy mà ta mua về còn zin là làm việc, là cái máy bền rất lâu dài. Nhưng nếu trong trường hợp máy bị đổ nứt bánh đà mà ta đi thay bánh đà khác ấy, là cái máy nhanh tạ, là bởi vì những cái bánh đà mới ta đi mua là nó không cân đối. Thứ nhất nó không cân đối, cái thứ hai nữa là nó không đủ cân. Cái bánh đà của Trung Quốc này nếu ta cân lên đến là 13 cân, nhưng mà nếu ta đây ra thị trường ta mua cái bánh đà mới, các bạn cân bao giờ chỉ có 11 cân, thiếu hẳn mất 2 cân. Thế cho nên là khi lắp một cái bánh đà mới mà đi mua mới đưa về là rất là không có lợi. Tốt nhất khi mà bánh đà mà bị hỏng, ta mua lấy một cái máy cũ mà còn nguyên cái bánh đà của anh ấy, ta lấy mình cái bánh đà là tốt nhất. Đấy. Thế ở trên cái bánh đà này có các cái lỗ. Ở đây thì đại đa số là biết những cái lỗ này là cái lỗ gì, nhưng một số người là không biết. Đây là các cái lỗ là khi người ta chế tạo xong cái bánh đà, người ta đưa lên máy, người ta cân, đến cân đối. Thế những cái khu vực nào mà nặng hơn thì người ta khoan, người ta lấy bớt. Cho nên có các cái lỗ. Ở đây cái bánh đà này, cái phần này nặng nên người ta khoan nhiều. Còn có những cái là người ta khoan lung tung. Nhưng mà thực tế ra mà nói là những cái lỗ khoan này, tức là những cái lỗ cân bằng của bánh đà. Bề mặt bên này đây là bu li, lắp bu li. Nhưng mà đặc biệt ở đây ta phải giữ gìn hai cái lỗ ốc. Hai cái lỗ ốc này là hai cái lỗ để van cái bánh đà ra ngoài. Khi hai cái lỗ này mà hỏng ấy là rất khó thao cái bánh đà, cho nên là hai lỗ này là ta phải giữ gìn cẩn thận. Tiếng này lắp ráp. Đây gọi là cái phanh bánh đà, cái vấu này ta đưa vào và áo bánh đà vào. Lắp đến đâu là ta phải lắp ráp đến đâu là phải được luôn, đừng bao giờ lắp gá. Các bạn nhìn cái động tác của bạn.
tông. Trước khi lắp bê tông và kiểm tra, đây là quả bê tông. Đối với máy cam đấy là thông thường có hai loại bê tông, một loại là khuyết như thế này, có cái mũi tên hướng lên trên này là khi ta lắp ráp ta hướng lên trên, còn một loại là bê tông bằng. Thế cái máy nào ấy mà bê tông lõm như này là khi thay ta cũng phải thay cái bê tông lõm. Thì thay bê tông bằng là tỷ số nên thay đổi những cái là thứ nhất là quay rất khó nổ, thứ hai là nổ tiếng không tốt. Còn nếu như mà là quả bê tông bằng thì ta thay cái quả bê tông này thì lại rất khó nổ, là bởi vì là anh không đảm bảo tỷ số nên, có nghĩa là tăng cái thể tích bùng đốt đi. Cho nên khi tháo máy ra bê tông bằng thì ta phải thay bằng bê tông bằng, bê tông lõm ta phải thay bê tông lõm, mặc dù đường kính thứ hai nữa là ta kiểm tra hai cái phanh. Đối với piston khi lắp ráp đấy, giữa piston và thanh tuyển là có ba kiểu lắp ráp. Cái kiểu thứ nhất là người ta ngàm chặt hai bên chốt piston với lại piston là chặt không xoay được, tức là người ta lắp chết luôn và chỉ có mỗi một cái cổ giữa hay là lắp được, tức là cái khớp động khớp giữa còn hai bên này là khớp chặt. Trong những cái trường hợp như thế đấy là bôi trơn, nghĩa là ta chỉ việc bôi trơn ở giữa này. Cái trường hợp thứ hai là người ta lắp chặt cái chốt piston này với lại cái thanh tuyển, thì lúc bây giờ đấy là cái chốt piston sẽ lỏng sang hai bên so với lại cái thanh tuyển. Đại đa số máy của Nhật ấy, là người ta làm như thế, có nghĩa là người ta không cần bôi trơn cái khớp giữa này, mà người ta chỉ bôi trơn hai bên. Còn cái trường hợp thứ ba như máy của Tàu này là có thể ba cái khớp này là tự do, ba khớp tự do, như cái trường hợp này là ba khớp tự do. Khi ba khớp này tự do là ta phải có hai phanh hai bên, nếu mà quên hai cái phanh này là không được, là khi chạy là cái chốt cái tông sẽ trôi ra và ăn vào trong xi lanh là sẽ hỏng. Khi lắp ráp thì ta nhớ là cái lỗ là hướng lên trên. Đấy, lắp ráp cái lỗ này hướng lên trên theo cái mũi tên này. Giờ ta tiến hành lắp ráp. Xoay piston, xoay xăng măng. Tốt nhất là các cái miệng xăng măng này là anh tránh cái lỗ này ra và anh tránh cái lưng này ra. Bởi vì anh ta khi nhấn vào trong cái lưng này, cái đường kính của cái lưng này là to hơn cái đường kính bên này. Đấy. Đối với quả piston này, cái đường kính lưng này là rộng hơn cái đường kính hai bên chốt, tức là đường kính bên này hẹp hơn đường kính bên này. Thế cho nên khi cái miệng này mà lên trên này là thông thường là cào với xi lanh, cho nên là ta phải tránh hai cái lưng này, cái miệng xi lanh, cái miệng xăng măng là phải tránh hai cái lưng ra. Đấy, bắt đầu phải xoay tránh ra, cái này là dưới đây rồi thì cái này lên trên này. Còn cái này cho vào phía dưới đây. Đấy. Chúng ta xoay đều như thế này là được. Muốn lắp ráp được tốt thì ta nên bôi dầu bôi trơn trước khi lắp ráp. Cho dầu bôi trơn vào chốt trước. Cho dầu bôi trơn vào xăng măng. Để chân chạy rồi đẩy lên. Đấy là tất cả các bôi trơn là nằm ở trong rãnh. Đấy. Và đưa vào đây. Rồi. Khi lắp này, một mình có thể ráp được thì các bạn nên đưa cái trục khuỷu nó nằm, cái trục bin nó nằm cái vị trí thấp, chứ đừng có để kịch lên trên này hoặc đừng có để sang bên này. Đấy, mà để thấp xuống dưới cùng. Đấy. Thấp xuống dưới cùng. Tốt nhất là ta nên cài lại nằm một cái dưới cùng.
ngay ngắn. Cách cái tốt nhất đấy là cái xăng măng đầu, tức là cái xăng măng cuối cùng, cách cái mặt máy ra khoảng một phần, đừng có đưa tịch vào, xong ta đưa ốp xăng măng vào. Lấy kìm kẹp chặt. Xong. Đóng ốp xăng măng cuốn vào tháp mặt máy. Vào tháp mặt máy vẫn vào đều. Xong bắt đầu là tiến hành đóng vào. Đấy. Tôi đóng vào như này nhưng mà hắn đang ngậm vào trong cái bên đà. Tôi cứ việc đẩy. Đẩy đến đâu ta xoài cái bên đà đấy. Đến cái vị trí cuối cùng. Ta nhìn ở trong ta thấy nó ngập chặt. Ta lắp ốp xăng măng vào. Xoa dầu bôi trơn vào. Đây đi. Nhớ khi lắp ráp là ta đưa cái móng hãm ở trong cái móng hãm hướng lên trên thì ta cũng hướng cái này lên trên. Đều. Cái ốc này là phải vặn có kinh nghiệm. Đối với cái máy 8 thì ta lắp vừa phải, xong ta quay đều, không thấy hiện tượng va đập ở đâu cả. Thế là